Nếu anh chị đang quan tâm về dòng máy chế biến thực phẩm hoặc các loại tủ đông, tủ mát bảo quản và trưng bày thì ở cuối video sẽ có nhiều loại cho quý anh chị lựa chọn. Và dòng máy ngày hôm nay em muốn giới thiệu thì nó đây. Và cần được tư vấn, xin liên hệ với số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng tại website dienmaytanbinh.com. Và để hưởng ưu đãi về giá và quà tặng hấp dẫn, quý anh chị cũng có thể để lại số điện thoại bên dưới bình luận, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn lại cho anh chị. Để lựa chọn mua tủ bánh mát loại có 3 tầng để trưng bày, bạn cần quan tâm tới một số yếu tố sau. Thứ nhất là máy còn chạy tốt, lốc lạnh còn êm. Nếu tủ đã xài 2 đến 3 năm rồi thì phải thay gas để ít hao điện hơn. Thứ hai là khung sườn phải còn liền lạc, khung sườn của những tủ rẻ tiền thường nhanh. Mục nên chọn những tủ có khung sườn bằng inox không gỉ. Thứ ba là kính tủ phải còn tốt, không bị mờ. Một cái tủ Trung Quốc dù có tốt đến mấy thì thông thường tầm 1 đến 2 năm thì sẽ bị mờ, ô kính. Việc thay kính không hề đơn giản và chi phí thay kính cũng rất cao. Và điều quan trọng bạn cần lưu ý đó chính là độ ẩm của tủ. Tủ bánh kem có độ ẩm thấp thì sẽ làm cho bánh bị khô, giữ bánh sẽ nhanh bị hỏng hơn. Và điều cuối cùng nữa là dịch vụ hậu mãi sau bán hàng. Bạn nên mua hàng ở những công ty để được bảo hành và đổi trả. Mua những dòng tủ trôi nổi trên thị trường dễ ôm của nợ lắm. Vì nếu bạn ở tỉnh, những dòng tủ bánh mà hư thì việc kiếm thợ sửa cũng là một điều khó khăn. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website dienmaytanbinh.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện Máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi, tủ mát trưng bày bánh kem, tủ đông siêu thị trưng bày hàng đông lạnh, máy pha cà phê, máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy lạnh công nghiệp, kho lạnh. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh công nghiệp, là đối tác lắp đặt và bảo trì nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên toàn quốc, công ty Điện Máy Tân Bình sẽ mang lại cho bạn những sản phẩm tốt với giá thành phù hợp nhất. Cảm ơn đã xem video và mong được chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn.